Chào mừng quý vị đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa quý vị, đã từ rất lâu, ếch là một món dân dã và có hàm lượng dinh dưỡng cao, được rất nhiều người ưa chuộng, nhất là ở những vùng quê sau những ngày mưa, là kiểu gì cũng có món ếch đồng thơm ngon để thưởng thức. Nhưng ngày nay, vì số lượng ếch đồng giảm xuống mà nhu cầu tiêu thụ lại tăng lên, do đó càng ngày càng nhiều trang trại nuôi ếch được hình thành và phát triển. Vì vậy, ngày hôm nay Dr. Vet sẽ cùng bà con chăn nuôi đi tìm hiểu kỹ hơn về kỹ thuật chăn nuôi ếch thương phẩm. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đặc điểm sinh học cơ bản của ếch. Ếch thuộc lớp lưỡng cư, vừa có thể sống dưới nước, vừa có thể sống ở trên cạn. Quá trình sinh trưởng phát triển trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn nòng nọc sống ở dưới nước và thở bằng mang. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nòng nọc phát triển thành ếch, sống cả ở dưới nước và ở trên cạn, thở bằng phổi và thở qua da. Do vậy, việc xây dựng ao nuôi ếch cũng cần đảm bảo chúng có cả chỗ ở trên cạn và chỗ ở dưới nước để giúp chúng dễ dàng thích nghi và phát triển tốt nhất. Vậy xây dựng bể nuôi ếch như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Quý vị có thể xây dựng bể xi măng, bể gạch hoặc là làm lưới lồng ở trên ao nuôi cá. 1. Xây dựng bể xi măng hoặc là bể gạch. Với loại bể này, quý vị có thể tận dụng đất trống ở trên vườn làm bể nuôi ếch, hoặc một số hộ có thể tận dụng lại chuồng lợn cũ để cải tạo làm bể nuôi ếch. Nền chuồng có thể lát gạch hoặc xi măng hoặc có thể quây bằng bạt đều được. Bể có diện tích trung bình từ 6 đến 10 m2, tường cao 1,2 đến 1,5 m, mực nước từ 20 đến 25 cm và có lưới đậy để tránh ếch nhảy ra, tránh thiên địch như mèo, chuột, chim hoặc là rắn, và cũng giúp hạn chế ánh nắng trực tiếp và làm tăng nhiệt độ ở trong bể nuôi đối với những ngày nắng nóng. Và những ngày này thì nên thường xuyên tưới nước và làm mát cho ếch. Cần chú ý là làm hơi nghiêng về phía cống thoát nước để dễ dàng thay nước và làm phao nổi, có thể làm phao xốp hoặc là kết che nứa, và có thể làm thêm bèo tây để ếch có chỗ nghỉ ngơi và có chỗ trú ngụ. Đối với bể này thì quý vị tiến hành thay nước hàng ngày để cho ếch đảm bảo vệ sinh. Trước khi thả ếch vào bể, bà con nên sử dụng Benzacid 800 với liều 200ml trên mét khối nước để khử trùng. Bể nuôi sau 6 đến 8 giờ thì xả sạch nước đi và sau đó phơi khô rồi mới tiến hành lấy nước sạch vào bể nuôi. 2. Bể lưới trên ao nuôi cá. Đối với bể lưới, quý vị chọn lưới là loại ni lông, mắt lưới từ 0,5 đến 1cm để tránh làm thất thoát ếch do thiên địch hoặc là ếch lọt ra ngoài, và để phân, thức ăn thừa có thể dễ dàng rơi xuống ao nuôi cho cá ăn. Kích thước của bể lưới khoảng 15-20m2, chiều cao lưới khoảng 1,2-1,5m và vẫn làm phao nổi và có thể thả thêm bèo tây để ếch có chỗ nghỉ ngơi và có chỗ trú ngụ. Và phải che lưới để tránh mưa nắng trực tiếp vào ếch. Số lượng bể lưới nuôi ếch không quá 2/3 diện tích ao nuôi cá. Chú ý, nước trong ao nuôi phải sạch, không nhiễm chất độc từ bên ngoài và có hệ thống cấp thoát nước đầy đủ để dễ dàng thay nước. Trước khi nuôi, tốt nhất nên khử trùng nước ao bằng Benzacid 800 với liều 1 lít trên 1.500 mét khối nước sau 3 đến 5 ngày mới tiến hành thả ếch. 3. Đó là chọn ếch giống và mật độ thả. Sau khi đã xây dựng bể nuôi xong thì chúng ta sẽ tiến hành khâu chọn ếch giống. Chọn ếch giống thì bà con nên chọn những con to, khỏe và đều cỡ, hoạt động nhanh nhẹn, không bị dị tật, và nên chọn thả ếch giống vào những ngày trời mát, vào buổi sáng hoặc là buổi tối, chiều tối, khi nhiệt độ dưới 30 độ C. Lưu ý, trước khi thả ếch giống nên cho ếch tắm nước muối 3% trong 10 đến 15 phút để diệt ký sinh trùng và mầm bệnh. Con nào chết thì cần loại bỏ ngay. Do ếch có đặc tính cạnh tranh thức ăn dẫn đến phân đàn mạnh nên khi sau khi thả ếch giống từ 7 đến 10 ngày, nếu thấy hiện tượng chênh lệch kích cỡ thì quý vị cần tiến hành chọn và chia ếch theo kích thước, tránh hiện tượng ếch chia bầy đàn hoặc là con lớn ăn con bé. Mật độ thả, đối với ếch thương phẩm thì nuôi tầm 2,5 đến 3 tháng là đã có thể xuất bán được, do đó quý vị cần cân đối mật độ nuôi phù hợp với từng giai đoạn. Và chú ý thường xuyên lọc ếch theo kích cỡ, nếu có sự chênh lệch trong đàn thì cần phải phân loại nhanh để tránh hiện tượng con lớn ăn con bé. Đối với tháng đầu tiên, mật độ nuôi là từ 150 đến 200 con trên mét vuông. Tháng thứ 2, thả từ 100 đến 150 con trên mét vuông. Tháng thứ 3 là từ 80 đến 100 con trên mét vuông. Tiếp theo đó là chọn thức ăn cho ếch. Hiện nay, thức ăn dành cho ếch nuôi thương phẩm hoàn toàn là thức ăn công nghiệp,
thức ăn cho ếch là loại viên nổi và thường có độ đạm từ 20 đến 40% và kích cỡ phù hợp với lứa tuổi của ếch. Nếu không có cám chuyên dụng thì có thể dùng cám cá để cho ếch ăn. Quý vị có thể tham khảo bảng kích cỡ và khối lượng thức ăn dành cho ếch mà chúng tôi đang hiển thị ở trên màn hình. Lưu ý, do tập tính cạnh tranh thức ăn của ếch, khi cho ăn cần phải cho đầy đủ thức ăn và dài đều thức ăn lên khắp bề mặt bể nuôi để tránh hiện tượng cắn nhau. Chú ý quan sát lượng ăn hàng ngày của ếch để bổ sung thêm nếu cần thiết. Tránh ếch ăn đói sẽ dẫn đến hiện tượng cắn nhau hoặc là con lớn ăn con bé nếu có sự chênh lệch về kích thước. Cho ếch ăn 3 đến 4 lần trên ngày và giảm dần xuống 2 đến 3 lần trên ngày vào tháng thứ 2. Vì ban ngày ếch sẽ thường ăn ít hơn nên chú ý cho ăn nhiều hơn về buổi chiều tối. Chú ý khi thay đổi thức ăn thì phải thay từ từ, không thay đổi đột ngột, dễ làm cho ếch bị tiêu chảy hoặc là bỏ ăn. Định kỳ bổ sung A-vitamin C và men tiêu hóa A-lactobacilli để giúp ếch tăng cường sức khỏe và tăng sức đề kháng. Thứ 5, đó là thu hoạch ếch. Sau khi nuôi từ 2,5 đến 3 tháng là ếch đã đạt trọng lượng để xuất bán khoảng từ 200 đến 250 gram. Trước khi tiến hành thu ếch thì nên ngừng cho ăn trước 12 giờ. Vừa rồi, Dr. Beth đã cùng quý vị tìm hiểu về kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm. Hy vọng những kiến thức vừa rồi đã giúp ích cho bà con chăn nuôi. Chúc quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!